Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Cách đây khoảng tầm 1-2 tháng thì mình đã từng phải đánh giá chiếc Redmi K70e là một món hời về mặt trang bị trong tầm giá. Tuy nhiên các bạn biết gì không? Bây giờ cái mức giá của chiếc Redmi K70e đang thậm chí là cao hơn so với cả chiếc Redmi Turbo 3. Vậy thì các bạn còn nên mua chiếc máy này hay không? Bắt đầu video nhé! Ok, đầu tiên hiện tại cái mức giá của chiếc Redmi K70e nó sẽ rơi vào khoảng là 5.650.000 cho phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 256 và sẽ là hơn 6 triệu với phiên bản RAM 12. Tức là mức giá của chiếc Redmi K70e đang cao hơn chiếc Redmi Turbo 3 khoảng tầm là 100.000 các bạn nhé. Thì nhiều ông sẽ vào ngay bảo là ui rồi, Redmi Turbo 3 chip ngon hơn, mua làm gì con này đúng không? Nhưng không. Chiếc Redmi K70e thì cũng sẽ có vài điểm hơn so với cả chiếc Redmi Turbo 3 nhé. Bây giờ thì mình sẽ lướt qua lại một chút về cái mặt thông số trang bị cấu hình của chiếc Redmi K70e cho những bạn lần đầu xem về chiếc máy này. Đây là một chiếc máy tầm trung, giá rẻ, vậy nên khung viền của máy sẽ chỉ là nhựa mà thôi. Nhưng được cái, mặt lưng sẽ là kính nhá. Rất tiếc là máy chưa có kháng nước, màn hình thì sao? Ưu điểm đầu tiên, viền màn hình rất mỏng, đó, cực kỳ là sexy. Thậm chí, viền màn hình của chiếc Redmi K70e nó mỏng hơn so với cả chiếc Redmi K70, K70 Pro. Độ phân giải của máy sẽ là khoảng tầm 1.5K này, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa sẽ là 1800 nits, hiển thị ở mức ok, ổn áp. Các bạn xem phim giải trí ngon lành hay làm việc edit video chỉnh sửa ảnh cũng ok luôn nhá. Máy sẽ có hai loa stereo này, không có jack tai nghe 3.5mm, con chip sẽ là Dimensity 8300 Ultra. Để cho dễ hình dung thì con chip này các bạn sẽ được khoảng tầm 1,5 triệu điểm AnTuTu này và hiện tại sẽ quẩy được All Game. Genshin Impact thì chơi đồ họa trung bình khá là tốt, thậm chí đồ họa cao vẫn ok. Lưu ý, em này chạy HyperOS và là phiên bản máy nội địa nên mặc định sẽ không có tiếng Việt này, bị chậm thông báo này. Và để mà unlock bootloader chiếc Redmi K70e, chi phí mất khoảng tầm 2 củ, thậm chí hơn 2 củ. Camera của máy thì cam chính phía sau sẽ là 64 chấm này, kích thước 1/2 inch, khá tương đồng so với cả chiếc Redmi K60. Cam siêu rộng 8 chấm này và camera selfie sẽ là 16 chấm. Rất là may khi mà cam trước của máy sẽ có quay video 60fps các bạn nhá. Viên pin của chiếc Redmi K70e sẽ là 5.500 này, đi kèm với cả sạc nhanh 90W, không có sạc không dây. Vân tay của máy sẽ là dạng vân tay bên trong màn hình nhưng mà vị trí hơi thấp. Đó, vừa xong thì mình đã thống kê lại một chút về trang bị cấu hình của chiếc Redmi K70e. Vậy thì chiếc máy này khi mà so với cả chiếc Redmi Turbo 3 ấy, nó sẽ hơn những điểm gì? Đây, đầu tiên này, em nó có mặt lưng kính các bạn nhá. Tuy cũng là khung nhựa giống chiếc Redmi Turbo 3 thôi, nhưng em Turbo 3 thì mặt lưng cũng là nhựa nên cầm nắm ấy, chiếc Redmi Turbo 3 nó bị phèn hơn chiếc Redmi K70e rất là nhiều luôn. Các bạn sẽ cảm nhận rõ. Đấy mới chỉ là cảm giác cầm thôi nhá. Ngoài ra thì cái ưu điểm của mặt lưng kính ấy, nó sẽ giúp các bạn tản nhiệt hiệu quả hơn. Máy nóng thì mát nhanh hơn này, hay là khi các bạn gắn thêm sò lạnh ấy thì truyền nhiệt cũng sẽ dễ dàng hơn. Điểm cộng tiếp theo là viên pin của chiếc máy này lên tới 5.500, tức là trâu hơn chiếc Redmi Turbo 3 khoảng tầm 10%, 5.000 mà thôi. Đây cũng là một điểm cộng rất lớn nha. Chiếc máy kia on-screen được khoảng tầm 6 tiếng, thì hôm nay 7 tiếng. Đó, ngon hơn hẳn đúng không? Và đó sẽ là hai cái ưu điểm của chiếc máy này so với cả chiếc Redmi Turbo 3. Còn lại thì mình công nhận là chiếc Redmi Turbo 3 ấy, nó sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều. Đầu tiên là chiếc Redmi Turbo 3 thì sẽ có tiêu chuẩn kháng nước anh em nha. K70e không có, dùng nó sẽ bất an hơn. Tiếp theo, con chip của chiếc Redmi K70e chỉ là Dimensity 8300 Ultra, trong khi với con chip của chiếc Redmi Turbo 3 ấy, nó sẽ là Snapdragon 8S Gen 3 các bạn nhé. Hiệu năng thì chiếc Redmi Turbo 3 nó sẽ mạnh hơn. Cụ thể thì chắc là chênh nhau khoảng tầm 10% thôi. Nhưng mà quan trọng ấy, ưu điểm của chip Snap là sẽ ổn định hơn này. Về lâu về dài ấy, sẽ được hỗ trợ phần mềm tối ưu tốt hơn. Thậm chí là trong cùng một cái màn hình, cùng một ứng dụng thì mình thấy chip Snap render hình ảnh ra ấy, nó cũng sẽ đẹp hơn, chất lượng hơn so với cả Dimensity các bạn nhé. Nếu để hai máy cùng gần nhau ấy, cùng chơi một tựa game, các bạn sẽ nhận ra là cái màn hình của chiếc Redmi K70e nó bị rỗ nhiều hơn, mờ hơn, là vì cái phần GPU của chiếc Dimensity thì kém hơn mà, chip giá rẻ hơn. Chưa hết nha, cam chính phía sau của chiếc Redmi Turbo 3 thì tuy cũng là 1.2 inch nhưng mà độ phân giải thấp hơn 50 chấm này. Và đây sẽ là cảm biến LED 600, một cái dòng cảm biến mà chuyên về chụp thiếu sáng các bạn nhé. Tức là chụp đêm ấy thì chiếc Redmi Turbo 3 nó sẽ nhỉnh hơn. Thậm chí này, cam siêu rộng của chiếc Redmi Turbo 3 phần cứng cũng ngon hơn các bạn nhé. Sony IMX355 kích thước là 1:1.28 inch, trong khi cam siêu rộng của chiếc Redmi K70e là một cái cảm biến rất là cùi luôn. OmniVision này 1:4 inch. Đó. Và hiện tại theo mình thấy cả hai chiếc máy thì đều khó unlock rồi, nhưng để mà xét về số lượng ROM cộng đồng người dùng ấy thì chiếc Redmi Turbo 3 nó đang đông đảo hơn.
Vậy nên theo mình thấy, với cái mức giá hiện tại của chiếc Redmi K70e cao hơn cả chiếc Redmi Note 3 thì cũng hơi khó nhỉ. Được cái pin trâu hơn 10% này, cầm nắm sướng hơn, nhưng mà bây giờ đa số anh em đều đeo ốp mà đúng không? Thì coi như bỏ qua cái phần mặt lưng kính nhá. Được mỗi pin thôi, các bạn thua về cam, thua về chip, thua về cộng đồng người dùng thì đây là một rào cản rất lớn. Mình nghĩ là sắp tới chiếc Redmi K70e sẽ phải điều chỉnh lại mức giá một chút, ít nhất là bằng hay là phải rẻ hơn một chút so với cả chiếc Redmi Note 3 thì mới bán chạy được nha. Ok, vậy thì các bạn thấy sao về quan điểm của mình với chiếc Redmi K70e, có đồng ý hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, link mua của chiếc máy này mức giá rẻ nhất tại Mobile City. Biết đâu sau khi mình làm video thì giá Nhật nó giảm, mình lại giảm giá cho anh em thì sao, đúng không? Nhớ theo dõi phía bên dưới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.